Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình tọa đàm cựu sinh viên với tân sinh viên K31. Và vị khách mời, vị cựu sinh viên ngày hôm nay chúng tôi mời đến xin được trân trọng giới thiệu với các bạn chị Vũ Linh Vân, là cựu sinh viên K13 khoa tiếng Anh. Hiện chị Vân đang làm ở dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ cao Lăng Hòa Lạc, dự án xây dựng của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. Và thưa các bạn, chúng ta hãy cùng dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào với khách mời chúng ta trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, chị Vũ Linh Vân. Và xin được mời chị Vũ Linh Vân lên sân khấu để cùng tham gia chương trình tọa đàm. Chị là Vũ Linh Vân, chị hiện tại đang công tác tại Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Và hôm nay rất là vinh dự được tham gia với các em khóa 31. Và sinh viên của chúng ta hôm nay là có phải là khoa tiếng Nhật và khoa tiếng Anh không ạ? Vâng, rất là vui và háo hức khi mà tham gia cùng các bạn. Chị thật sự là bất ngờ khi mà được nhà trường mời đến. Và hôm nay là quay trở lại trường cũng là lần đầu tiên chị được quay lại, được gặp các em và được trao đổi một số những công việc cũng như là được tọa đàm với các em. Và hôm nay chị thật sự là xúc động vì cũng là một khách mời và được thầy Tiến mời đến đây để tham dự cùng các em. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Và lần đầu tiên thì xin phép được thay mặt cho những người làm chương trình xin được trân trọng cảm ơn chị Vũ Linh Vân đã bớt chút thời gian để quay lại trường để chương trình tham gia chương trình tọa đàm. Xin giới thiệu với chị Vân, ở dưới các chị Vân là những em sinh viên của hai chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Nhật của K31 ở độ tuổi là 18 tuổi, thường là như thế. Chị Vân là cựu sinh viên K13, cứ nói về cái khóa thì là cách nhau là 18 khóa, giống như cái bọn em hay nói đùa là trong cái bài hát Phượng Hồng ấy ạ, là trường Phượng Vĩ là em cầm là tuổi tôi là 2 lần 18 rồi. 2 lần 18. Và ngày hôm nay với tình yêu trường, với tình yêu thắm thiết với những con người của Thăng Long, chị Vân đã về đây để cùng giao lưu và tọa đàm với chúng ta. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ phía các bạn. Với dưới sân khấu là một bài hát Người Sáng Thăng Long, một bài hát truyền thống của trường với những clip hình ảnh xây dựng trường, với những hoạt động của trường. Và bây giờ thì xin giới thiệu với chị Vân là tại trường Thăng Long thì có đến 23 câu lạc bộ với rất nhiều các hoạt động của sinh viên, các chương trình ngoại khóa, các chương trình câu lạc bộ rất nhiều. Chị đánh giá thế nào, chị có nhớ cái hồi mà khi mà mình ở tại không trung mà K13 thì cái hoạt động đó nó như thế nào? Vâng, chuyện tôi hiện tại thì chị thấy là trường mình có nhiều hoạt động như vậy. Chị nói thật là chị thấy là rất là mừng khi mà trường mình có nhiều hoạt động như thế. Và đây cũng là một cái cánh cửa để tạo cho các em sự tự tin, sự vững chãi khi mà các em bước ra ngoài đời. Trước đây thì khi mà chị còn học ở trường này khóa 13, chúng ta có thấy có sự hơi giống nhau khi mà khóa 13 và khóa 31 giao lưu với nhau không? Đấy là cái mà hôm nay là chị trở về trường mình vì có sự tương đồng giữa số 1 và số 3. Trước đây thì khi mà chị còn học ở trường ấy thì trường mình cũng có rất là ít hoạt động. Nhưng mà sinh viên tham gia các câu lạc bộ của trường thì hầu như là rất háo hức. Thời đó thì công nghệ, internet, cả điện thoại cũng hơi hạn chế, không được nhiều như bây giờ. Và nói thật là các chị, các anh lúc đó tham gia là gọi là kêu gọi ở trên lớp, và sau đó là các bạn nhiệt tình hưởng ứng. Chị cũng vinh dự là trước đây là đã từng tham gia công tác đoàn của trong hội sinh viên của trường mình và đã từng tham gia những kế hoạch của sinh viên tình nguyện. Ví dụ như là sinh viên tình nguyện đi vùng sâu vùng xa này để ủng hộ cho các bạn hay là các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, hỗ trợ các em dạy các em học, hoặc là đi đơn giản là đi lên trên bờ hồ quét sơn cây sơn cho những cái gốc cây để cho khỏi bị sâu bọ đấy, hoặc là lên trên khu vực những khu mà quận nội thành nó ở trên phố cổ để dọn dẹp như thế để làm sao, vì là Việt Nam mình lúc đó là đang hô hào chiến dịch là để thu hút khách du lịch đến với Hà Nội.
Cho nên là chị cảm thấy là những cái công việc đấy tuy nhỏ thôi nhưng mà vô cùng ý nghĩa. Và đọc lại đến bây giờ, hiện tại bây giờ chị khi mà suy nghĩ lại, chị thấy sao nó lại ý nghĩa thế. Mà hồi đó là điện thoại internet thì ít, thế nhưng mà hoạt động của sinh viên thì cảm thấy là rất là vui. Và lúc đó là ở trường mình, chị thấy là có cái câu lạc bộ khiêu vũ, chị cũng tham gia câu lạc bộ đó. Mặc dù là mình cũng không có năng khiếu về khiêu vũ đâu, nhưng mà tham gia để cho có phong trào và cũng hô hào các bạn ở trong lớp tham gia. Một đặc điểm nữa là trong quá trình học thì chị biết là mình làm bí thư đoàn, cho nên là mình cũng đưa ra một số những cái hoạt động trước khi vào lớp. Ví dụ như là khi mà chuẩn bị đến giờ học thì mình làm cái một số những cái trò gì đó để cho cả lớp vui và mọi người có ấn tượng hơn và cảm thấy là rất là vui vẻ khi mà chuẩn bị bước vào giờ học. Đấy, mình lúc đó là mình phải nghĩ ra là cái hoạt động gì đó để cho cả lớp vui, chứ không thì một số bạn mới vào trường một cái là cảm thấy là ôi sao trường học nó khó thế, lại còn có cả thẻ vàng thẻ đỏ nữa. Thế lúc đó là trường chị là thẻ vàng thẻ đỏ, chị thấy ngại lắm. Chị bảo là tại sao lại có cả luật bóng đá ở trong trường nhỉ? Thế nhưng mà về sau chị mới tìm hiểu, chị bảo thấy là thẻ vàng thì là gọi là phạt cảnh cáo các bạn vi phạm trong giờ thi. Ví dụ như quay cóp hay mang phao vào trong lớp thì ở trong phòng thi đấy. Thế thế nhưng mà cầm thẻ đỏ thì là phải học lại. Chị thấy là ôi sao trường này sợ thế, nghiêm khắc hơn cả trường công. Thế lúc đó là chị thấy bối rối lắm. Mặc dù là tôi thật với các em là trước khi học phổ thông, đố ai bảo là mình chưa bao giờ đem phao vào trong lớp. Chị đã từng đem phao vào trong lớp. Thế không quay bài được. Thế nhưng mà khi mà thấy là cái hình thức này đưa ra, mình vừa thấy lạ nhưng mà vừa muốn tìm hiểu. Và thấy về sau thấy là nó cũng hay, dần dần nó tạo cho mình cái thói quen là tự mình phải học, tự mình phải nghiên cứu. Thế dần dần nó từ những cái đấy lạ lẫm ban đầu, nhưng về sau là cảm thấy là nó cho mình một cái thói quen buộc mình phải nghiên cứu. Lúc đó là chị bảo là chứ học thế này thì sợ nhỉ, đi thi mà có bạn mà bị quay cóp xong bị bắt như thế này thì sợ thế. Thế là về sau mình cũng quyết tâm học. Nhưng cách học của chị như thế này, mỗi sau mỗi một buổi học về nhà buổi tối đi chơi với bạn bè thì cũng có sự cũng tham gia, nhưng mà trước khi đi học chị luyện cho mình một cái thói quen mà nghĩ lại cái phần bài giảng của thầy giáo ở trong lớp, và coi như mỗi lần mình nghĩ đi nghĩ lại như thế, mình ôn lại cái phần bài giảng của thầy, bảo sao là về sau lúc mà điểm thi của chị, bình thường chị học vừa chơi, nhưng mà mình có cách học thì tự nhiên là cái kết quả của mình sẽ cao. Đấy, thế ví dụ như kể cả mình học về ngôn ngữ, học lúc đó là trường chỉ có khoa tiếng Anh này, khoa quản trị kinh doanh và khoa tin học. Thế các bạn ở trong trường cũng đùa nhau bảo chứ ôi khoa toán tin là khoa giỏi nhất trường rồi, sau đó là khoa quản lý và cuối cùng mới là khoa tiếng Anh. Thế bảo là chứ chị, mọi người cũng đồn lên hỏi nhau là khoa tiếng Anh đi ra trường không biết là làm việc gì nhỉ, thế không có liên quan đến quản lý hay quản trị thì làm gì nhỉ. Chị xác định luôn là ra trường mình làm nhân viên. Đấy, và lúc đó là mình đưa ra từng mục tiêu, bây giờ học như thế nào. Ví dụ như là bây giờ là các em học là có được học vi tính này, được học kể cả có những cái phần mà điện gọi là phần mềm trên điện thoại rất là hữu ích cho các em. Nhưng mà thời đó là chị cứ ghi chép ra quyển sổ, ví dụ học từ nào thì mình lại ghi ra quyển sổ từ đó. Thế sau đó là thỉnh thoảng nhẩm và tự mình nói chuyện một mình thôi. Thế ở nhà bố mẹ chị bảo chứ con này nó bị làm sao nhỉ, mà cứ nói chuyện một mình như thế này, mẹ nói chuyện bằng tiếng Anh. Thế chị đóng vai cô giáo và học sinh để sau đó là tự mình đàm thoại với mình. Mọi người tưởng là ở nhà chị tưởng chị bị thần kinh. Thế nhưng mà về sau thì mới biết là mình học cái cách học của chị như thế. Và kể cả khi mà học từ mới, có từ mới chẳng hạn, mình cố gắng là đưa ra những cái ví dụ cụ thể. Khi mà có ví dụ một cái thì mình nhớ bài, nhớ mẫu câu. Đấy là học về ngôn ngữ. Thế còn ở trường mình thì đào tạo về tin học cũng rất là tốt.
kể cả tin học đào tạo cho sinh viên không phải là khoa toán tin hay là khoa quản trị mà khoa tiếng Anh đâu. Chị thấy cực kỳ tốt, tốt hơn tất cả các trường khác. Nói thật với các em là chị cũng tham gia một trường khác rồi nhưng mà thấy là tin học không thể bằng trường mình được. Trường mình đào tạo bài bản lắm. Ví dụ học về tin học văn phòng, Word, Excel thì tuyệt vời luôn. Chị đảm bảo với các em là sau khi ra trường thì cái tin học đứng hàng đầu trong các trường khác. Ví dụ như khi mà chị bắt đầu đi làm thì là thấy là một gõ máy tính thì vẫn còn chậm. Nhưng mà ngày xưa chị học ấy, ở trường mình đào tạo bài bản, kể cả học gõ máy tính như thế nào. Lúc đó nhà chị chưa có máy tính, chị mới kẻ một cái bảng như là cái bàn phím bằng trên một cái bìa. Về nhà chị tập gõ 10 ngón. Cái quan trọng nhất của chị là tập gõ 10 ngón để cho thành thạo 10 ngón đã. Cái đấy là mục tiêu ban đầu lúc mà bắt đầu học chương trình tin học văn phòng. Về sau thì nhớ được 10 ngón rồi thì nó thành phản xạ, tự nhiên mình gõ rất nhanh. Đi thi tin học chị 9 điểm mà đấy là học về Excel. Ê, chị bảo là chứ các bạn bảo tại sao lại làm linh vân lại làm gì mà nhanh thế? Bảo thì tớ học gõ máy trước, tớ tự kể bảng, tớ tự học, tớ nhà tớ chẳng có máy tính, tớ tự học. Thậm chí là có lúc đó là nhà chị không có máy tính, chị còn phải thuê máy ở trường đại học giao thông để mượn cái máy để hàng ngày gõ. Gõ coi như là cái mục tiêu của mình là phải gõ thật nhanh đã. Khi mà thao tác nhanh thì mình sẽ làm được những việc khác dễ rất nhanh. Học những hàm Excel, học những cái hàm hàm rất khó trong Excel đấy thì nó nhanh hơn. Học là trong quá trình học Word chẳng hạn, mình cố gắng học những cái phím tắt. Phím tắt thì là ví dụ như Ctrl C thì nó là lệnh copy đúng không? Ctrl V là lệnh paste. Thì học những cái phím tắt đấy cực kỳ có lợi cho mình, làm cho mình thao tác nhanh. Đấy là về cái kỹ năng mà chị học và đặt ra một số những mục tiêu cụ thể của mình. Thế nên mà nhiều khi là mọi người cũng thấy bảo là chứ tại sao mà vừa tham gia công tác đoàn lại vẫn học được. Chẳng qua là hàng ngày trước khi đi ngủ lẩm nhẩm lại bài của thầy, nghĩ lại cái phần bài giảng của thầy. Thế đấy là cái mà tự nhiên nó cho mình cái trí nhớ. Thậm chí là trước khi là đi ngủ là nhớ như thế, đêm còn ngủ mơ. Đấy, ngủ mơ lại một lần học được nữa. Đấy là cái cách học của chị. Mà trước khi thi thì chị cũng không đến nỗi mà phải học căng thẳng quá đâu. Tức là mình, bởi vì là trong quá trình học thì mình học trước rồi. Thì lúc thi thì nó nhàn nhã vô cùng. Được cái là chị cũng biết cách sắp xếp thời gian, bố trí thời gian cho hợp lý. Và trong quá trình học ở trường mình, chị cũng tham gia đi dạy học. Chị làm giáo sư, mặc dù nhà chị ở Hà Nội, nhưng mà mọi người bảo chị ơi, tại sao ở Hà Nội có điều kiện hơn ở các tỉnh lẻ mà lại còn vẫn phải đi hay dạy học. Nhưng mà bố mẹ chị trang bị cho chị và các chị gái của chị, nhà chị có 5 chị em gái đâu, nhưng mà người nào cũng thành công và cũng rất là tự lập. Mẹ chị đến lúc mà xin tiền học, bóng tiền ở đây, bảo là ba không bao giờ cho ngay, lúc nào cũng bảo mẹ chưa lĩnh lương, đợi mẹ, rồi mẹ sẽ cho sau. Lúc đó mình cảm có những lúc mà chị phát khóc lên, chị bảo chứ tại sao các bạn đóng tiền học sớm mà mẹ không cho con ngay để con là... Về sau chị cũng quyết tâm là mình phải đi dạy học. Đấy, dạy học trong quá trình là sinh viên mà cũng đi dạy học nhưng vẫn tham gia các hoạt động được. Đấy, mà chủ yếu là do mình sắp xếp thời gian, tổ chức thời gian như thế nào để cho hợp lý và khi mà làm việc gì cũng có cái mục tiêu riêng của mình. Mục tiêu ví dụ như là đầu tiên mục tiêu nhỏ, về sau là mục tiêu lớn. Ví dụ như học về ngành ngôn ngữ thì mình mục tiêu nhỏ, học thuộc từ này, sau đó là đọc ra được ví dụ này. Đấy là cái cách học của chị. Đấy, thế nói thật là lúc đó là bạn bè, cái mối quan hệ giữa bạn bè với cả thầy cô ấy thì mọi người rất là nhiệt tình và hăng hái. Có vấn đề gì đó là lớp chị là nhao nhao hỏi giáo viên. Khi mà giáo viên vừa vào lớp cái, cô ơi cái này thế nào, cô ơi cái kia này thế kia, giáo viên trả lời đến mỏi mồm. Nhưng mà đổi lại thì học sinh viên có sự tương tác với cả giáo viên. Thậm chí là bạn bè đến hỏi nhau mày ơi cái này là mày học kiểu gì để cho nhanh thuộc. Bạn bè trao đổi với nhau cái cách học. Từ cái cách học đó là mình rút ra cái kinh nghiệm cho mình. Đến bây giờ, thậm chí là kể cả cái lúc này chị có nhà, có cửa, có ô tô rồi, nhưng mà chị vẫn phải học hỏi. Học hỏi như thế nào?
ví dụ bây giờ là chị đi ra công trường, chị làm một dự án xây dựng thì đương nhiên là phải tiếp xúc với cả các bạn ở công trường rồi. Ra công trường để học từ. Tại sao học từ? Mình nhìn cái cột nhà, mình phải biết nó là cái kết cấu của nó thế nào, móng của nó là cọc khoan nhồi hay là cọc gì đấy. Thế sau đó là nhìn cái phần gì, cái phần kết cấu phần trên hay kết cấu phần dưới mình phải biết. Về sau là ra công trường nhiều, có lần sếp chị mới bảo là chứ thế tại sao lại hôm qua ta nghe thấy mày cãi, sếp chị là người Nhật chứ là nói chuyện tôi chỉ cứ dịch nôm na nhá, hôm qua tôi thấy cô cãi nhau cả kỹ sư này à, bảo không tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi, bảo thấy kỹ sư bảo là cô cũng am hiểu về cọc khoan nhồi. Thế thực ra là do là cái quá trình mình đi học thì mình tiếp xúc. Ngày xưa là nhiều bạn là sợ mới ra trường đi làm phiên dịch, sợ là đi công trường lắm, rất là sợ luôn. Nhưng mà chị thì chị nghĩ là đi công trường cũng là một cách học, mà mình học qua các anh kỹ sư, ví dụ như cái gì mình không hiểu thì người ta giải thích cho mình. Đến bây giờ hiện tại công việc của chị thì cũng là liên quan, một phần là cũng liên quan đến tài chính, cũng liên quan đến cái chức danh của chị là thư ký, nhưng mà cũng là OM thì quản lý văn phòng. Thì khi mà mọi người bảo là chứ hôm nay thì được phiên dịch này nghỉ, sếp chị bảo là chứ vâng, đi dịch cái vụ này chị phải đi ngay lập tức. Mà lúc đó là các bạn phiên dịch là phân ra thành, ở chỗ chị bây giờ hiện tại phân ra thành 3 nhóm, một nhóm điện, một nhóm là về cơ khí, hay là một nhóm về kết cấu chẳng hạn như thế. Mình phải thuộc từng của những cái nhóm đấy thì mình mới đi làm được, mình mới đá được các sân. Nếu mà để đá được các sân như thế thì mình phải học coi như là mình cứ đi ra ngoài công trường ấy, mình học cho nên bao giờ mình nhớ thì thôi, mình nhìn cái sự vật để hình dung được cái cách học của mình, đưa ra cái cách học của mình. Thậm chí bây giờ nhá, chị vẫn dùng cái file Excel, một cột là tiếng Anh, một cột là tiếng Việt. Tiếng Anh là những cái phần mà mình chưa biết, mình đưa vào, sau đó mình dịch ra tiếng Việt. Thậm chí là những cái câu dịch nào mình cảm thấy tâm đắc, mình cũng đưa vào. Cái file đấy của chị nói thật là rất là nặng, thậm chí là có cả hình ảnh ở trong đó nữa. Nên khi mà bảo dịch cái gì ấy mà quên từ một cái, đấy là cái file đấy là file cứu cánh cho chị, nó là từ điển riêng của chị. Đấy, đấy là từ điển rất là tự mình tạo ra nhá, tự mình nhớ nhá. Và sau đó là mình quên cái gì là mình tự mở ra mình xem được. Và bây giờ các em thì được học tin học, sẽ được học tin học văn phòng rất là nhiều, cho nên là cố gắng ứng dụng những cái gì mình học được, ứng dụng càng nhiều càng tốt. Thế và khi mà có những cái tình huống như thế nào mà khó khăn hay thế nào thì mình có thể hỏi mọi người xung quanh, thậm chí là bố mẹ mình biết hay anh chị mình biết thì mình cũng hỏi. Học hỏi không bao giờ hết. Cho nên là cái kinh nghiệm của chị là đến bây giờ chị được tiếp xúc với các em ở đây là chị cũng học hỏi được các em. Sau những cái buổi, sau buổi đó đàm hôm nay được tiếp xúc với cả thầy Tiến, chị cũng sẽ học hỏi được với thầy Tiến. Ví dụ như hôm nay chị đến trường, chị có thể hơi trễ một chút, nhưng mà chị vào trong trường thì bảo vệ chỉ chị là xuống tầng hầm. Chị vào trong đấy thì chị thấy là có cái cột ghi là dắt xe tắt máy. Đấy là cái mà mình phải quan sát xem người ta chỉ dẫn cái gì. Vậy thì sau này các em khi mà ra ngoài đời, các em cũng cố gắng học cách quan sát. Đấy là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng để dẫn dắt cho mình, để cho mình có thể là tự nhiên là khi mà mình làm được gì một cái mình hình dung được trong đầu luôn. Đấy, thế. Và ở trường mình ý, chị thấy hội trường rất là đẹp này, mọi thứ là được trang bị rất là tốt. Khi mà các em có cơ hội được lên trên sân khấu để thuyết trình, các em cố gắng tận dụng. Đấy là kỹ năng số 1 của trường mình, mà trường không có trường nào mà đào tạo được như trường này. Đấy. Mà cái lợi thế của khoa tiếng Anh và tiếng Nhật ở chỗ là mình được thi vấn đáp. Thi vấn đáp là cũng là đã đưa cho mình cái sự tự tin rồi. Mà khi mà thi vấn đáp đấy là tự mình phải nghĩ, không cần phải giấy bút gì hết cả. Mình tự nghĩ thế nào, mình nói một cách tự nhiên nhất. Đấy là cái là chị đánh giá là ở trường mình cho các bạn sự tự tin mà các bạn cố gắng tận dụng càng nhiều càng tốt. Khi mà có cơ hội để lên
nói ở trên sân khấu, các bạn cố gắng tận dụng. Còn nếu mà các bạn không có cơ hội để lên sân khấu như các bạn ở trong hội sinh viên thì các bạn cố gắng tận dụng ở trong lớp mình. Ví dụ như bí thư đoàn hay lớp trưởng đưa ra là hôm nay lớp mình có trò gì nào, bạn nào nghĩ ra trò gì lên đây. Các bạn cố gắng nghĩ ra cái trò gì đấy để cho lớp vui. Thế rồi, ví dụ như hôm nay là lớp mình có cái trò gì mới, ví dụ như là trò thông tin nhỉ ạ. Thì một bạn thì nói chuyện với bạn kia là thông tin hôm nay lớp mình như thế này. Thế sau đưa ra một cho những người khác, viết một cái mẩu giấy nhỏ nhỏ thôi. Tự nhiên về sau là tam sao thất bại, tí nhiên làm thành cái trò cười cho lớp. Và cũng là một cái hình thức mà để tạo động lực trước khi vào lớp cho các bạn. Đấy, thế thì chị thấy là như vậy là cũng rất là tốt cho các em. Và các em cố gắng tận dụng mọi khả năng của mình khi mà đang học ở trường này. Và cái gì các em không biết các em có quyền hỏi, đúng không? Ví dụ như các bạn là ra ngoài đường, không biết đường thì hỏi các người đi đường, người ta có thể chỉ đường cho các bạn. Vậy ở trong trường cũng thế. Trường mình là nền tảng, trường mình là cơ sở gốc rễ để cho mình đi đến thành công. Cho nên là các bạn cố gắng tận dụng hết khả năng của mình. Như thế vậy thì sau này mới thành công được. Còn cái việc mà sau này, sau khi học xong năm thứ nhất, năm thứ hai, các em có thể làm part time hoặc đi dạy học chẳng hạn, hay là làm một số bạn đi làm ở nhà hàng, đi làm ở nhà hàng nhưng mà có sử dụng cái ngôn ngữ của mình, như thế cũng là rất là tốt. Và thậm chí là đi làm ở trong trường mình này, trường mình thì thấy rất là rộng như thế này này. Và nhiều khi là, chắc là nhiều khi là trường có thể là chị nghĩ là cũng sẽ tạo điều kiện cho các bạn để các bạn tham gia được. Thế thì chị thấy là ở đây là toàn những cái gương mặt rất là sáng giá. Chị hy vọng là các em sẽ tận dụng được mọi thời cơ để đem lại thành công cho các em. Và trong quá trình làm công việc, ví dụ như là trong quá trình làm việc của chị ạ, thì tất nhiên là để có thành công như bây giờ cũng phải có những cái trông gai. Ví dụ như là trước khi ra trường, các em có dám nộp hồ sơ vào một số cơ quan đại diện không? Như chị là chị dám ấy, chị đến một cái văn phòng đại diện, chị xem ở trên mạng, chị biết được là văn phòng này đặt ở đâu, địa chỉ như thế nào, chị đến tận nơi. Chị làm sẵn một bộ hồ sơ, và bộ hồ sơ là mục tiêu là làm thực tập viên ở cơ quan anh chị. Các em có thể làm được như thế đúng không? Thế, trước đây chị đã từng làm như thế rồi. Và sau này khi mà có nhiều việc, tự nhiên họ gọi mình, họ nhớ đến mình, thậm chí là để lại cái số điện thoại cho họ, rồi là email của mình. Xin cái số điện thoại của chị quản lý ở văn phòng, và các chị cho mình sẵn sàng cung cấp thôi cả email. Chị ơi, khi nào có việc gì thì gọi em nhé, em sẵn sàng làm, không lấy tiền đâu ạ. Thế người ta chả sướng quá, người ta rất là thích như thế. Thế thì chị cũng làm như thế rồi, và sau đó là chị cũng có lúc người ta trả. Ban đầu thì người ta thuê mình, người ta thuê nhưng mà nói với cái gọi là cái mức lương của thực tập viên thì rất là thấp. Thế đấy, nhưng mà mình cũng cố gắng thôi. Thế thậm chí là có văn phòng mà thỏa thuận với chị rồi chứ. Đợt này chỉ tuyển thực tập viên nhưng mà không có kinh phí đâu, văn phòng chị hết kinh phí rồi. Ok, chị sẵn sàng làm. Chị làm không lấy kinh phí nhưng mà chị lấy cái kinh nghiệm. Và trong quá trình tiếp xúc với cả các anh chị mà đã từng đi làm, mình học được người ta. Đấy, mình cũng phải đánh đổi cái gì đó thì mình mới được như ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ đều đánh đổi. Và lúc mà khởi điểm chị ra trường thì chị làm phiên dịch cho một dự án là dự án xây dựng trung tâm hội nghị quốc gia của tổng công ty Lilama. Lúc đấy em làm là làm phiên dịch, nhưng thực tế là làm biên dịch thì đúng không? Chủ yếu là chị dịch giấy tờ văn thư của văn phòng. Cái gì không biết thì mình hỏi anh phiên dịch, anh hay ra công trường thì anh cũng dạy cho mình một số kỹ năng. Và sau đó thì là sau cái thời điểm mà dự án chuẩn bị kết thúc thì chị thấy là cơ quan hợp tác quốc tế biết bản kiểu người, và chị cũng nộp hồ sơ thì họ lúc mà phỏng vấn họ bảo chứ thì có kinh nghiệm gì vào trong chị nói chuyện. Lúc đấy là có một người Việt và một người Nhật cũng phải nói tiếng Anh, thì các bác cũng hỏi là cái kinh nghiệm như thế này ít quá, như thế này sợ là không làm được. Thế chị bảo thôi thì bác cố gắng cho cháu vào để cháu
cháu làm ban đầu thì cháu nghĩ là cháu làm thực tập ở đây thôi, cháu văn phòng trả lương cho cháu như thế nào cũng được. Lúc đấy chị rất là thật thà, coi như là mình bảo là thôi bây giờ là cố gắng để nhờ bố mẹ là nuôi mình để cho mình ăn bám nốt đi đã, thế sau đó là sau đó là mình kiếm tiền trả sau đấy, tức là mình có ý nghĩ như thế. Thế thế là mọi người thì cũng ở nhà chị thì mọi người cũng thông cảm cho chị cái nỗi khổ đi tìm việc như thế nào. Và khi mà làm, trong quá trình làm thì mình làm việc rất là chăm chỉ, hăng say. Mình không mong là làm sếp ngay lúc đấy, không mong là quản lý ngay lúc đấy. Mình chỉ nghĩ là mình làm sinh viên, làm nhân viên, với cái mức lương sinh viên mới ra trường thôi. Thế nào thì trong lúc mà làm thì chị làm thì mình cố gắng mình học hỏi kinh nghiệm của các chị ở trong văn phòng. Về sau thì sếp chị bảo làm được việc, thôi thế thì ký hợp đồng chính thức. Thế từ ngày đó là chị làm cứ hết dự án này đến dự án khác. Các sếp toàn giới thiệu, chị rất ít khi phải đi tìm việc. Tại vì là trong quá trình làm việc thì họ cũng thử thách mình nhiều lắm. Thậm chí là có lần sếp đi họp về để một cái phong bì trên bàn, thế ra ra vào, thậm chí là đi cả buổi chiều đi vào, để lại cái phong bì trên bàn, họ thử thách mình. Nhưng mà mình không bao giờ được động vào những cái đồ đấy ở chỗ sếp, ở trên bàn, kể cả cái phong bì như thế nào. Nếu mà mình nảy sinh cái lòng tham lúc đó thì mọi thứ đó coi như mất hết. Thế là người ta thử thách chị nhiều lắm. Đấy, cứ vào văn phòng một cái là người ta toàn thử phong bì hay là thử những cái giấy tờ quan trọng xem mình có làm cái gì không, có làm gì khuất tắc không. Thế, thậm chí là họ đưa cho chị tiền để mình đi mua một số những vận dụng. Nhưng mà đi về thì mình cũng giải trình là cái này hết bao nhiêu, cái kia hết bao nhiêu. Làm rõ ra một cột thu, một cột chi và một cột tồn còn lại bao nhiêu tiền. Thế giải trình cho người ta. Thế người ta biết được thì người ta mới tin mình. Người Nhật người ta làm việc rất là hay ở chỗ là người ta tin mình thì người ta mới thuê mình tiếp. Đấy, khi mà mình có được lòng tin rồi thì không ai nỡ từ chối mình. Mà thứ hai là mình làm công việc, mình có thái độ tốt trong công việc thì mà mình làm việc nghiêm túc ngay từ đầu thì kiểu gì người ta cũng sẽ giữ mình. Mà khi mình đi đăng dự án khác sẽ gây cho người ta một cái sự luyến tiếc. Người ta sẽ bất cứ lúc nào mà mình sang dự án khác người ta sẽ gọi điện cho mình để mình quay về. Và chị đã từng là có trường hợp rồi, tức là cũng có dự án là như thế rồi. Đấy, thì ra là cái niềm tin trong công việc rất là quan trọng. Còn cái chị nghĩ là về cái kỹ năng mà để trang bị cho mình bây giờ ấy, thì đối với các em thì các em nên học cái cách gọi là giao tiếp ứng xử. Giao tiếp ứng xử cũng là cái mà tiền đề để tạo cho các em một cái cơ sở và để các em có thể học hỏi người khác nhanh hơn. Thậm chí là ở trường là các em lễ phép với các thầy cô này, nhiều khi là cần việc gì hay như thế nào thì các em hỏi thầy cô thì một cách lễ độ, lễ phép, thì giáo viên kiểu gì người ta cũng phải đáp cho các bạn. Đừng bao giờ nói trống không với cả các thầy cô. Thậm chí là khi mà mình nói chuyện với bạn bè thế, mình giữ một cái thái độ mà nghiêm túc và thứ hai là cởi mở, và thậm chí là nhiều khi cũng là có tạo cái sự gần gũi, thì bạn bè người ta sẽ cảm thấy là tôn trọng mình hơn, quý mình hơn. Đấy, và thứ hai là kỹ năng ứng dụng. Khi mà các em học những cái chương trình gì ở trường, các em cố gắng ứng dụng vào cuộc sống hay ứng dụng vào công việc hay học vào trong bài vở ấy, thì càng nhiều càng tốt. Thứ ba là kỹ năng lắng nghe và học hỏi. Cái đấy là ban đầu là chị cũng nói với các em rồi, là cái học hỏi của chị là không bao giờ ngừng. Cho nên là lắng nghe và học hỏi cũng là một kỹ năng, mà một yếu tố mà để cho mình học hỏi được rất là nhiều và để cho mình có thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì học thì học ở ngoài, ở môi trường, ở trường lớp ra thì học ở trong xã hội, khi mà tiếp xúc với cả mọi người bên ngoài thì cũng là cái yếu tố rất là quan trọng. Và kỹ năng thứ tư là kỹ năng tổ chức. Khi mà các em biết cách tổ chức sắp xếp thời gian thì cái đấy là cũng là cái quan trọng cho các em rồi, và cũng là cái mà các em
có cái kỹ năng của tổ chức thì các em có thể là đặt cho mình cái mục tiêu dài hạn hay mục tiêu ngắn hạn để các em đạt tới. Đấy, ví dụ như mục tiêu trong tuần này của các em là sau khi tiếp xúc với các chị ngoài trên thì các em học được cái gì, đấy là cũng là mục tiêu đúng không? Thế và kỹ năng nữa là kỹ năng thoát hiểm. Ví dụ như là khi mà các em bơi lội ở dưới sông đúng không, các em cố gắng học kỹ năng bơi. Thậm chí ngày xưa là chị lúc mà đang học ở trường học chị chưa không biết bơi đâu, đến lúc mà đi lấy chồng mới học bơi. Các em bây giờ có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn chị rất là nhiều ngày xưa. Cho nên là cái kỹ năng bơi lội ấy, cũng là cái mà khi mà mình đi sông đi biển là cũng giúp cho mình khi mà có sự cố về thuyền hay là về tàu chẳng hạn thì cũng làm cho mình biết bơi và có thể là ngoi lên mặt nước để kêu cứu được, để người khác cứu mình được, đúng không? Hoặc là ví dụ như là ở trong một cái tòa nhà khi mà có sự cố về cháy nổ do điện hay là do nguyên nhân gì đó, các em có thể học những cái kỹ năng đấy. Kỹ năng đấy chị thấy rất là nhiều ở trên mạng bây giờ là không thiếu, và có thể là trường học thì sau này cũng sẽ dạy cho các em cái kỹ năng thoát hiểm khi mà có sự cố xảy ra. Thậm chí là ở nhà các em trong một số gia đình bây giờ là dùng bếp từ rồi, nhưng mà dùng bếp ga chẳng hạn, khi mà có mùi ga ở trong phòng thì mình mở hết cả cửa sổ ra hay là cửa ra vào để cho cái khí ga nó thoát ra. Thế và nếu mà mình dùng lúc đó là mình bật cái công tắc điện chẳng hạn, vì công tắc điện nó đánh tia lửa điện thì vô tình là cái ga nó tiếp xúc và nó sẽ làm cho cháy, thậm chí ra cháy rất là to. Thế hoặc là mình thấy mùi ga ở trong nhà đấy thì mình dạ tìm cái chỗ van mà để mình tắt ga đi, mình tắt đi thì lúc đấy thì nó rồi mở cửa ra nó thông thoáng, nó bay hết khí ga đi thì nó đỡ nguy hiểm. Đấy, đấy là một số cái kỹ năng. Nhưng mà cái kỹ năng mà chị rất là quan tâm là kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng thuyết trình, và nhiều khi ngày xưa ấy, chị học ấy, chị còn đứng nói một mình ấy, đứng trước gương nói một mình, sau đó là nhờ bạn, cậu ơi xem là tớ nói thế này được chưa, cậu ơi xem tớ nói thế kia được chưa, thậm chí ra bắt chuyện với thầy nào, thầy ơi đến mấy nữa thì vấn đáp, em không biết là em nói thế này được không, thầy thử xem thế nào. Cuối cùng tự nhiên là mình gần gũi với giáo viên giúp mình, những lúc đó thầy giáo sẽ chỉnh cho mình cái cách mà mình thuyết trình, cái cách mà mình nói trước đám đông như thế nào để cho mình không bị run, hay là kể cả bạn bè thế, người ta sẽ chỉnh cho mình là cậu phải nói thế này cơ, cậu phải thêm từ này, cậu phải thêm từ kia, lúc đấy đừng có giận bạn mà buồn bực mà tức cho, lúc đó mình phải tiếp thu cái gì hay của họ mình tiếp thu, còn cái gì mà dở mình cũng không được phản ứng, cố gắng đừng phản ứng ra, phản ứng ra người ta buồn người ta lần sau người ta không góp ý cho mình đâu. Đấy, thế là cái kỹ năng thuyết trình cũng là khá là quan trọng. Thế là đến bây giờ là thỉnh thoảng là chị cũng vinh dự là được thuyết trình ở cơ quan, và kỹ năng mà khi mà nói trước đám đông đấy, ban đầu chị vào đây chị hồi hộp lắm, tim như nhảy ra ngoài ấy. Thế nhưng mà mình vào đây mình phải tự trấn an mình, hít thở thật sâu trong 10 giây, thở ra từ từ, đấy cũng là một cái mà để chị trấn tĩnh và để chị nói chuyện với các em đến bây giờ. Và các em thật cố gắng mà nhé, chị cũng hy vọng là khóa 31 của mình thật sôi nổi, thật hào hứng. Chị không thích là các bạn mà cứ hiền hiền ở trong lớp đâu, vào trong lớp là lúc nào phải sôi nổi, cô giáo đưa ra chủ đề gì hay là thầy giáo đưa ra chủ đề mình cũng cố gắng phát huy, giơ tay phát biểu, hoặc là thậm chí là tranh luận cũng là một cái là kỹ năng giao tiếp mà tương tác với bạn bè, với thầy cô cực kỳ tốt. Đấy, đấy là cái mà chị hy vọng là khóa mình là khóa ngôn ngữ, cho nên là phải thật là lúc nào cũng hào hứng, lúc nào cũng cảm thấy là vui vẻ. Đấy, và chị cũng tiết lộ là chị sinh năm 79 chứ không phải là sinh năm 82 như là các bạn học cùng lớp chị ngày xưa. Bởi sao? Bởi vì trước đây là chị đã thi trường Học viện Quan hệ Quốc tế, nhưng mà vì là chị thiếu điểm cho nên là chị học hệ trung cấp, và sau đó là chị vẫn không hề bỏ ước mơ vào đại học. Và cái trường chị học chọn là trường Đại học Thăng Long này,
Vì là trường này chị cũng nghiên cứu tìm hiểu trước đó, chị thấy là đây là một môi trường giáo dục rất là tốt và phải nói là đạt tiêu chuẩn châu Âu đấy. Chị thấy là thứ nhất là về cơ sở vật chất thì không phải chê rồi. Thứ hai về cách thức học thì ngang với các em đi du học. Nếu như các em chọn trường môi trường đi du học thì cũng như thế này. Bởi vì là trường mình trang bị cực kỳ tốt cho sinh viên. Mà sinh viên ra trường, chị nhớ là khóa chị ra trường rất là thành công. Vì là trong lớp, ví dụ như có một số bạn làm công tác đoàn hay là làm lớp trưởng lớp phó gì ấy, các bạn phải hào hứng cơ, đưa ra những chủ đề hay là như thế nào là để tạo động lực cho lớp. Thậm chí là ví dụ như thỉnh thoảng rủ nhau là cùng nhau tham dự các câu lạc bộ. Tham dự các câu lạc bộ mình có cơ hội để giao lưu với cả các bạn khoa khác này, rồi là giao lưu với cả các bạn ở trong khoa của mình này, rồi là giao lưu với cả các thầy cô hay là những chuyên gia mà người ta đến với cả trường mình. Vì thế là các bạn cứ cố gắng tạo dựng cho mình cái nền tảng để sau này thành công nhé. Chị hy vọng là các bạn ở trường mình làm được. Dạ, và chị khóa cảm ơn. Mình chị làm được. Những chia sẻ rất sâu sắc.